Cảm ơn quý khán đã trở lại chương trình Trẻ Khỏe và Đẹp Mãi với tôi, bác sĩ Nguyễn Nghị Luận. Trước khi tạm ngừng cho phần thông tin thương mại, tôi có nói với chia sẻ với quý vị về hội chợ y tế miễn phí được hội y sĩ Việt Nam miền Nam California tổ chức. Cho tôi tiếp tục về cái đó, với lại thông báo với quý khán giả một ngày gọi là mock interview day, đó là cái gì. Sau khi trình bày xong, nếu quý khán giả còn thắc mắc, quý khán giả có thể liên lạc với văn phòng của tôi, đó là 18080 Beach Boulevard, phòng 105, thành phố Huntington Beach, California 92648. Số điện thoại là 1800 đẹp thêm, tức là 1800-337-8436. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của bác sĩ nha khoa Trần Phương Linh, DDS. Số điện thoại 714-638-7940. Thưa quý khán giả, cái lý do mà tôi join cái nhóm hội y sĩ Việt Nam miền Nam California tại vì tôi muốn trả lại cho cộng đồng, nghĩa là payback cho cộng đồng giúp đỡ tôi, với lại tôi muốn giúp cho mấy đứa sinh viên, cho thế hệ kế tiếp, next generation. Thì trừ cái hội chợ y tế miễn phí, tôi cũng tổ chức một cái ngày đặc biệt gọi là mock interview day. Nó là cái gì thưa quý khán giả? Dịch qua tiếng Việt Nam, đó là ngày thực tập về phỏng vấn vào đại học. Nhưng mà thật ra là trường y khoa, nha khoa, dược, y tá hoặc là nhãn khoa. Quý vị biết là nếu mà mình muốn giỏi về cái gì thì mình phải lấy thời gian, cơ hội này tập. Càng tập nhiều thì cái tỷ lệ thành công thì nó cao hơn. Mà tập để cho được phỏng vấn vào trường y khoa, nha khoa vân vân thì nó hơi khó, tại vì mình muốn thời gian, với lại người bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, y tá vân vân. Nhưng mà người ta bận với gia đình của người ta, người ta bận với lại công việc người ta, với lại bệnh nhân người ta, nên có lúc mình là người sinh viên, mình muốn vào ngành y khoa, mình muốn tập phỏng vấn để cho lúc mình đi phỏng vấn về trường y khoa thật đi thì cái tỷ lệ thành công rất cao. Nhưng mà mình không biết hỏi ai, mình không biết là hỏi người ta, ta có từ chối hay đồng ý hay không. Thì đây là cái cơ hội tốt cho người sinh viên. Lý do tại vì mình hội y sĩ Việt Nam miền Nam California tổ chức đã yêu cầu sự giúp đỡ của mấy người bác sĩ, y tá, dược sĩ, nha sĩ vân vân để cho họp ở một cái ngày chủ nhật từ 9 giờ, quý vị thấy, từ 9 giờ sáng tới 1 giờ trưa trong ngày chủ nhật ngày 13 tháng 8. Đây cơ hội này cho người sinh viên nào mà muốn tập được phỏng vấn vào trường y khoa, nha khoa vân vân, có thể tới đó, nhưng mà ghi danh trước khi tới đó để cho người bác sĩ đó, nha sĩ đó phỏng vấn mình, coi mình có đủ mấy cái chi tiết, mấy cái characteristic này cho cái trường y khoa nó nhận mình hay không, hoặc là mình hơi yếu cái gì để cho mình có thể tập cho cái khả năng, cái tỷ lệ vào trường nó cao hơn hay không. Nên cái này mình tổ chức cho sinh viên nào mà muốn vào trường y khoa, nha khoa, dược khoa, thành y tá hoặc là nhãn khoa. Và cái ngày này được tổ chức tại Coastline Community College ở thành phố Garden Grove. Địa chỉ là 12901 Euclid Street, Garden Grove, California. Ngay góc đường Euclid với lại Garden Grove Boulevard, thưa quý khán giả. Ngay đối diện với lại Costco, nó có cái trường Concord, lại có cái trường Coastline Community College. Thì mình tổ chức ở trong cái Coastline Community College. Cái này, cái cơ hội này cho người sinh viên không phải là để cho người bác sĩ, nha sĩ dạy cái cách nói hay cái chi tiết để cho người sinh viên nói để vào được trường. Cái này để cho người sinh viên tập thôi. Tại vì thưa quý khán giả, muốn vào ngành y khoa nó phải bắt đầu từ trong của cái người đó, chứ không phải là được ai chỉ đường hay ai ép đường đi vào ngành y khoa. Phải có cái passion, cái đam mê vào trong ngành y khoa. Thì mình sẽ tổ chức, mà người sinh viên nào mà muốn ghi danh
thì phải lên internet tại www.vpasocal.com. VPASOCAL đại diện cho Vietnamese Physician Association Seoul Southern California.com. Và cái ngày chót để cho ghi danh là ngày thứ tư, mùng 9 tháng 8 2017. Cái ngày này, cái mock interview này là được tổ chức với lại sự giúp đỡ, ủng hộ của Coastline Community College, thưa quý khán giả, của Coast Surgery Center và của văn phòng của Senator Janet Nguyễn. Một lần nữa nói tiếng Mỹ là đây là mock interview day for pre-healthcare student, student mà muốn vào ngành y khoa, nha khoa, dược, y tá, optometry, vân vân. Và cái ngày đó là Sunday, August 13, 2017, from 9 a.m. to 1 p.m. tại Coastline Community College, Garden Grove, California. Nếu mà quý vị nào mà có đứa con trai, con gái, đứa cháu, hay có người bạn, hay là biết người sinh viên nào mà muốn vào ngành healthcare, muốn vào y khoa, nha khoa, vân vân, mà cần cơ hội này cho tập được phỏng vấn này cho interview vào trường y khoa, nha khoa, dược, vân vân, thì quý vị nên chia sẻ cái chi tiết này với cái thông báo này với người quen của quý vị. Một lần nữa phải lên internet tại www.vpasocal.com. cái ngày chót cho tham dự là August 9, 2017. Đây là vài cái cách người ta đề nghị mà mình có thể dùng để cho sửa soạn, chuẩn bị để cho được phỏng vấn. Tuy nhiên là lúc mà tới phỏng vấn thì tôi để ý là cái người mà phỏng vấn mình đó, người ta chỉ muốn biết là mình nhìn giống như là người bác sĩ hay là nha sĩ hay là y tá vân vân hay không. Nếu mà mình muốn giống như là người bác sĩ thì người ta đề nghị thì phải cắt tóc cho nó ngắn, cạo râu, lúc cười thì cười cho nó tươi, phải có cái sự can đảm. Chứ mình người bệnh nhân tới người bác sĩ để cho bác sĩ giúp mình mà bác sĩ không có can đảm làm cho người ta, làm cho mình tin tưởng người bác sĩ đó thì mình tới chi, phải không? Nên cái người mà được phỏng vấn vào trường y khoa, nha khoa, vân vân, phải có cái sự can đảm và phải mặc quần áo đàng hoàng, và lúc bắt tay thì bắt tay không phải mạnh quá hay là yếu quá, nhưng mà vừa vừa. Với lại là lúc mà ngồi hay đứng thì phải đứng hay ngồi cho nó đàng hoàng, chứ đừng gù hay đừng cong lưng hay là vân vân. Thì đây là mấy cái đề nghị. Nhưng mà cái ngày mình tổ chức, thưa quý khán giả, một lần nữa mình tổ chức cho sinh viên nào mà muốn vào ngành y khoa, nha khoa, dược, y tá, nhãn khoa, mà mình tổ chức là ngày Chủ nhật, ngày 13 tháng 8 năm 2017 tại Coastline Community College Garden Grove Center. Và người sinh viên nào mà muốn tham dự thì nên tới website www.vpasocal.com. Và cái ngày này, mock interview này được tổ chức với sự giúp đỡ, ủng hộ của Coastline Community College, Coast Surgery Center và văn phòng của Senator Janet Nguyễn. Đây là cái chi tiết, mấy cái mà mình có thể tham dự trong cái ngày hội chợ y tế miễn phí. Người nào mà muốn cái bìa này thì có thể liên lạc với văn phòng của tôi, số điện thoại 1800 đẹp thêm, hoặc là mình có thể đăng ở trên cái website của hội y sĩ miền Nam California. Sau phần thông tin thương mại, tôi bước qua cái đề tài thẩm mỹ một chút. Thưa quý khán giả, tôi muốn chia sẻ với quý khán giả mấy cái tấm hình trước và sau của mấy cái giải phẫu mí mắt trên cho quý vị coi. Nhắc lại, thường thường bệnh nhân tới văn phòng muốn coi mấy cái này, coi tôi làm được hay không. Nhưng mà tôi cũng muốn chia sẻ mấy cái tấm hình giữa, cái trước và sau, để cho quý vị, để cho bệnh nhân hiểu là nếu mà muốn đi từ đây tới đây thì mình phải đi qua mấy cái bước sưng, bọng, thời gian lành. Cảm ơn quý khán giả.